Dạ em xin kính chào tất cả cô chú và anh chị đam mê hoa lan trên toàn quốc nha. Hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm 2023, là đường phố tái kia tiếp tục lên lại một số loại phong lan rừng những cái nhà nha. Thì hôm nay cũng có khá là nhiều loại cánh nha, cuối tháng 8 này hôm nay về lại hoàng thảo bạch đỏ nha cái nhà nha. Một cái dòng hoa lan của nó hiện tại đang nằm trong sách đỏ Việt Nam và thuộc dòng quý hiếm như cái nhà nha, hoa cực kỳ là đẹp. Và hôm nay em có được mấy cây Vanda Tricolor này cả nhà này. Dòng này là dòng Vanda rừng như cả nhà nha, chứ không phải là Vanda công nghiệp đâu, hàng rừng. Nói chung là cái cây nhìn nó to lắm cả nhà, nó to khủng khiếp luôn. Nhìn cái lá này đó, to, cây to, nó lá như ngô đồng như cả nhà, như ấy, nhưng mà không phải là cây ngô đồng. Dòng này dòng Vanda Tricolor nha, rồi hoa rất là to, rất là dài cả nhà, nó dài trên 1 mét cả nhà, bông hoa rất cực kỳ là to luôn nha. Đó, dòng Vanda Tricolor. Rồi em có sóc này, tạo màu sắc hoa vàng này, lòng hai đó nha, một trong dòng lộng hoa cực kỳ là dễ thương luôn. Rồi hoàng thảo lụa vàng này, hoàng thảo đơn cam, bạch phượng môi tua, hôm nay em có bạch phượng môi tua nha cả nhà nha, hoa hồng hồng. Và đặc biệt em hôm nay em có cái sạch học đó nha, sạch học một cái dòng lan với hoa cũng khá là đẹp. Và dòng này thì hiện tại thì đang thuần định những cái khúc gỗ những cái nhà nha, đang nụ chi chít luôn. Dòng này thì hoa màu xanh cớm cực kỳ đẹp đó nha, hoa tua tua luôn, hoa này hoa nhìn rất là dễ thương luôn đó, thạch học nha cả nhà nha. Và mỗi khúc như thế này đều có nụ, khúc nào có nụ nha cả nhà nha. Đó thì bây giờ em sẽ đi nhanh vào chi tiết báo giá từng loại luôn. Thì đầu tiên là vô cái rêu bên em nha cả nhà nha, em bán gộp theo lan, cứ mỗi hộp rêu như thế này về cả nhà mình có thể tắp lên lan, hoặc là cái cảnh hồng non bộ, hay là những cái hồng non bộ thì cũng nha, tắp rêu là nhìn đẹp lắm đó nha. Đó, rêu là rêu rêu rừng như cả nhà nha, rêu rừng rêu thảm như thế này nè, nhìn rất là đẹp luôn. Rồi 30.000 một hộp gộp theo lan, đến bao ship nha cả nhà nha, cả nhà mình lấy một hộp alo em. 30.000 một hộp như thế này, em đã bao ship rồi. Bên em gộp theo lan đến bao ship nha cả nhà nha. Nói chung là hôm nay về cũng ít được mấy hộp thì ai mua thì cứ 30.000 một hộp gộp theo lan đến bao ship. Rêu rừng nha cả nhà nha, 30.000 một hộp. Dòng này thì về cả nhà mình tắp, cả nhà mình lưu ý tắp trên lan thì cả nhà mình về rửa phát sạch cái phần cát ở dưới cái đáy rêu đó cả nhà, rồi cả nhà mình tắp lên lan cho nó đẹp hơn, cho cái lan mình nó sạch sẽ hơn nha. Đó, 30.000 một hộp gộp theo lan đến bao ship. Rồi vô cái hình số 1 là em lên cái hoa hồng hồng nha cả nhà nha, hôm nay tiếp tục em lên lại hoa hồng hồng, nói chung số lượng nhiều. Đó, cứ mỗi bản như thế này là 2 cây, hàng đã thùng hết như thế này rồi, về cả nhà mình có thể ghép vô khúc gỗ hoặc là bỏ vô chậu. Đó nha, 130.000 một bản, em đã bao ship rồi nha, một bản là 2 cây như thế này. Đó, cây có cây này, đó, cây lớn cây nhỏ, 2 cây đều nhau, nói chung là một bản với mỗi bản là 2 cây nha. Và đây là cái mặt hoa của cái hoa hồng hồng, em đưa cho cả nhà mình tham khảo xem như cái mặt hoa của hoa rất đẹp đó nha, hoa sai hoa cực kỳ, hoa cực kỳ là đẹp như thế này đó, hoa hồng hồng nha cả nhà nha, rất là đẹp như thế này, một màu hồng rất là đẹp luôn đó. Thì 130.000 một bản, em bao ship rồi, hình số 1 nha. Rồi qua hình số 2 là lên thạch học nha cả nhà nha. Đó, thì một cục như thế này, hàng đã thun rồi cả nhà mình yên tâm về vào chỉ bỏ thêm chậu hoặc là để gì cũng được cả nhà, đặt lên bàn hay gì cái gì đó mình nhắm hoa mình chơi hoa luôn. 150.000 cho một khúc như thế này, em đã bao ship rồi nha cả nhà, thạch học nụ em nó bao chi chít nụ cả nhà lên đó, cứ mỗi khúc là 150.000, quá trời nụ luôn đó, nụ rất là nhiều luôn nha cả nhà nha. 150.000 một khúc em bao ship. Đó, hoa này cả nhà, hoa màu xanh cớm bắt đẹp và cực kỳ là sai hoa luôn, hoa sai hoa cực kỳ cả nhà. Đó, có mùi thơm nhẹ nhẹ cả nha, mùi thơm khá là thơm, nói chung khá thơm cả nha, thơm lắm, nói chung mùi này cũng khá là dễ chịu luôn. Đó, hoa màu xanh cớm, cái hồng màu tím rất đẹp luôn nha cả nhà nha. Đó, mỗi khúc như thế này là 150.000 để bao ship, hàng đã thùng rồi, giờ cả nhà mình bỏ chậu, hiện tại bông gốc đang lên tu tu này này. Đó, 150.000 cho một khúc như thế này em đã bao ship rồi, cả nhà mình lấy mấy khúc alo em. Hoa sai cực kỳ cả nhà, quá là nhiều bông hoa luôn. À, về cho bỏ một chậu là để đến bàn ngắm luôn đó nha, bỏ một chậu kiểu cũng được, đến bàn mình ngắm hoa luôn. Đó, tàn hoa xong cái mình đem ra ngoài mình trồng lại bình thường nha cả nhà nha. Đó, nó đang hàng đã thun rồi nên cả nhà yên tâm, thường lúc gỗ như thế này nha cả nhà nha. 150.000 một khúc em bao ship, hình số 2. Qua hình số 3 là đơn bạch phượng môi tua nha cả nhà nha. Dòng này thì dòng nó đi lan cả nhà, nó sẽ mọc ở dưới đất đó, như cả nhà đó, mỗi phần là nó được 10 củ cả nha, 10 củ. À, hiện tại thì những cái củ này bức những củ nhỏ này về cả nhà mình lên là chuẩn bị lên hoa trên cái củ này nha cả nhà nha. Đó, 10 củ như thế này là giá 130.000 để bao ship, hình số 3 nha, bạch phượng môi tua cả nhà.
hoa cực kỳ là đẹp luôn. Đây em sẽ bới cái mặt hoa với bạch phượng mũi tua, các nhà mình tham khảo nha. Đó, các nhà có thể trồng vô cái chậu như thế này, hoa đây các nhà. Đó, hoa rất là đẹp như thế này. Đó. Cực kỳ là đẹp nha, đây này. Là bạch phượng mũi tua nha các nhà nha. Hoa đẹp lắm. Đó. Nha, 130.000. Một phần 10 củ. Em đã bao ship rồi. Hình số 3. Hình số 4 thì em lên hoàng thảo đơn cam nha các nhà nha. Dòng này thì hoa của nó là cực kỳ là đẹp luôn các nhà. Có một màu cam rất là đẹp luôn. Đó, đây các nhà. Đó, hoàng thảo đơn cam, hoa một màu sắc của nó quá rực rỡ luôn các nhà. Cực kỳ là đẹp như thế này. Hoàng thảo đơn cam nha các nhà nha, 150.000 một phần. Và phần hôm nay hàng dài tầm cỡ 20 phân đổ lại các nhà. Đó. Hàng dài tầm 20 phân, từ 10 đến 20 phân. Nha, một phần như đây cũng khá là nhiều á. Cái này hàng rời nha các nhà nha. Giờ các nhà kiếm gỗ, khúc gỗ ghép lên hoặc là trồng chậu vẫn được nha. Thì 150.000 một phần, em đã bao ship rồi các nhà. Một phần giờ các nhà trồng khá nhiều các nhà. Đó, hoàng thảo đơn cam nha. Các nhà mình lấy mấy phần alo, hôm nay em có 3 phần nha. 3 phần. Đó, hàng nó dài tầm 20 phân đổ lại. Đó. 150.000 một phần hoàng thảo đơn cam nha. Em đã bao ship rồi. Đơn cam. Đó, đây xem lại cái hoa nha. Hoa nó một màu cam với nó là rực rỡ luôn các nhà. Nhìn mê ly luôn nha. Rồi qua hình số 5. Hình số 5 là tam bảo sắc hoa vàng hay còn gọi là quế tháng 4 các nhà. Quế nó là 130.000 một phần. Em đã bao ship rồi. Hiện tại tam sắc hoa đang có nụ của hoa cả. Cái nụ nó đỏ rực luôn các nhà. Đó các nhà coi cái nụ đỏ rực luôn. Đó thì mỗi phần như thế này. Đó, hai ba bồi hoa luôn các nhà. Thì nó gồm 1 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 7 này. 8 này, vẫn đang có nụ các nhà. 9 10 cây các nhà, 10 cây. Cái nụ nó tím luôn các nhà. Đó, nó đỏ tím như thế này. Thì phần này 130.000 này, em đã bao ship rồi nha các nhà nha. Đó, có một số cây có nụ gì các nhà mình được ngắm hoa luôn, tiếng tiếng hoa luôn. Đó, tầm độ cũng khá là nhiều nụ các nhà, 130.000 một phần, em đã bao ship rồi. Đó là hình số 5 thì em cũng có 3 phần các nhà, nói chung em phân đều hết rồi. Đó, nụ nó tím điểm luôn. À, đó. 2 cây này. 3 này. 4 này. 5 này. Đó, có nụ hết cả nhà. 6 này. Đây nụ này, 7 này. Cũng 10 cây cả nhà. Phần này có 10 cây này, nói chung là 10 cây. Phần này 10 cây thì 130.000 bao ship nha. À, hàng này có nụ rất là nhiều, giờ cả nhà mình đừng ngắm hoa luôn. Tam bảo sắc hoa vàng. Rồi, qua hình số 6 là em lên hoàng thảo lụa vàng nha cả nhà nha. Dòng này hoa cũng khá là đẹp cả nhà. Đây là cái mặt hoa của cái hoàng thảo lụa vàng, các nhà mình có thể tham khảo cái mặt hoa của hoàng thảo lụa vàng nha. Đó, hoa một màu vàng mỡ gà rất là đẹp luôn nha. Hoa to nha các nhà nha. 130.000 cho một phần hoàng thảo lụa vàng, em đã bao ship rồi. Đó, một phần này thì cũng khá là nhiều về, hiện tại mầm gốc lên cũng khá là nhiều nha. Vậy các nhà mình có thể trồng vô 1-2 chậu to được luôn. Đó, 130.000 hình số 6 nha. Thì em có 2 phần, phần nào cũng như phần đấy, nói chung là mỗi phần là 130.000, em đã bao ship rồi. Đó, hoàng thảo lụa vàng. Rồi qua số 7 thêm lên dáng hương đuôi sóc nha cả nhà nha. 130.000 cho phần dáng hương đuôi sóc này, em cũng đã bao ship rồi cả nhà. Sóc thì cả nhà mình cũng biết đâu, hoa dài, hoa màu tím rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, hoa sóc rất là dài. Một màu tím rực rỡ luôn cả nhà. Rồi. Hình số 7 này giá 130.000 nha. Sóc hôm nay lựa toàn là những cây xếp đẹp cả nhà, một cây xếp mít đẹp này đó. Hàng tươi như thế này cả nhà. À, 2 cây này, 3 cây này, xếp về chỉ thiên này, 4 cây này, đó, to như cái nhà nhỉ, 5 cây, ủa trời, cái này quá to luôn, 6 cây này, đó, một cây xếp về to luôn, và đây một cây nữa là 7 cây, 7 cây này giá 130.000, bao ship sóc rất là to như cái nhà nhỉ, đó, hình số 7, 130.000 bao ship, hình số 8 thì cũng 130.000 luôn, em cũng đã bao ship rồi, cũng 7 cây cái nhà, đó, những cây sóc này, xếp về rất đẹp luôn, đó, này, to đẹp luôn. À, nó to đẹp như thế này. To lắm. Cái này quá to luôn. Đó, rất là to luôn. Một cái lá nó hơn một bàn tay đó cả nhà, mình có thể ước lượng. 130.000 bao ship hình số 8. Số 9 thì 140.000 này. Em bao ship luôn nha, cũng là sóc cả nha. Hình này thì có 3 cây thôi. Riêng cây này thì nó quá vip luôn cả nha. Cây này quá chất lượng luôn. Đó, xếp rụt rịch như thế này. Đó, đẹp cực kỳ, cái này rất là to luôn. Một cái lá nó này hơn một cái tay thôi cả nhà, mình thấy chưa, to đẹp này, một cái sóc này quá chất lượng này. Thêm lên một cây nữa này, à, cây này cũng quá đẹp luôn, hai này, thêm lên một cây nữa này, à,
ba cây này giá 140 nha, ba cây sóc đẹp gì cả nhà, mình có thể trồng vô một chậu to luôn, một khúc lúa to luôn, 140.000 bao ship sóc nha cả nhà nha. Hình số 10 làm lên lọng hài cả nhà, một trong những dòng lời lọng hoa cực kỳ dễ thương luôn, hình hoa nó y như một chiếc hài cả nhà. Đó, đây nguyên có một dề này, đó, một dề to này, đó rồi bỏ thêm mấy cái dề nhỏ nhỏ nữa vậy cả nhà. Phần này 130.000, một phần em bao ship nha, hình số 10 nha, 130.000 em bao ship lan lọng hài nha cả nhà nha. Em sẽ đưa cái mặt hoa cho cả nhà mình tham khảo. Đó, lan lọng hài, hoa rất là đẹp cả nhà. Đó, hình cái bông hoa nó y như một chiếc hài cả nhà, nhìn rất là dễ thương luôn. Đó, 130.000 cho một phần hình số 10 này. Em có 3 phần nha, nói chung là phần này cũng có một dề to nữa cả nhà, một mảng to luôn. Rồi thêm ít có biết rồi nhỏ nhỏ này. Đó, vô một phần cũng 130 này. Đó, phần này cũng vậy cả nhà, phần này cũng có một dề này, dề này đẹp này. Đó, thêm đây một dề nữa này, hai này. Đó, thêm đây một dề nữa này, là 3 dề. Rồi mấy cầm bề đời nữa là cũng 130.000 nha. Nói chung hình sẽ 13 phần. Mỗi phần là 130.000, em đã 3 ship rồi. Rồi qua số 11 là hoàng thảo vạch đỏ nha cả nhà nha. Hoàng thảo vạch đỏ. Để giá 140.000, em đã 3 ship hình số 11 này. Có một khúc này, đó, khúc gỗ hàng nhiên bán là chắc nha. Thêm đây một khúc nữa là hai này. Đó. Ở đây một khúc nữa này, đó, thân to mập đẹp này, 3 khúc này thì giá 140.000. Bao ship nha, hình số 11 nha cả nhà nha. Hoàng thảo vạch đỏ, đây cả nhà mình có thể tham khảo cái mặt co cái hoàng thảo đỏ, một trong những dòng hoa lan đáng sưu tầm cả nhà. Hoa cực kỳ là đẹp luôn. Hoa to màu vàng rực rỡ luôn. Và cái hồng nó vạch vạch đã đỏ nha cả nhà nha. Nó hoa nó đẹp lắm. Đó. Size hoa cực kỳ luôn cả nhà. Hoa đẹp lắm. Hoàng thảo vạch đỏ nha. Rồi qua số 12 này cũng là vạch đỏ là 140.000 bao ship này, cũng 3 khúc cả nhà. Đó, một khúc đẹp này, đó, khúc hàng nguyên bán rất là chắc chắn như thành khúc gỗ rất chắc chắn luôn. Đây một khúc nữa là hai này, đó. Và đây một khúc nữa là ba này, thì ba khúc này giá có 140.000, em cũng đã bao ship rồi, hình số 12. 13 thì giá có 140.000 luôn, cũng là hoàn thảo vạch đỏ luôn, đầu tiên có một khúc này, đó. Nhiều thân tơ đẹp này. Đây một khúc nữa là hai này, hai khúc. Và đây một khúc nữa là ba, ba khúc này giá có 140.000 luôn, hình số 13 nha cả nhà nha. Đó, ba khúc này cả nhà mình vô một cậu to đó. Qua số 14 thì cũng là 140.000 luôn, em cũng đã bao ship cũng vạch đỏ luôn cả nhà. Hình này thì có 4 khúc cả nhà, riêng khúc này rất là đẹp luôn cả nhà, rất là chất lượng luôn. Đó, một khúc này, đây một khúc nữa là hai này, đây một khúc nữa là ba này, và đây một khúc nữa là 4 này, khúc này cũng nhiều thân cả nhà. Thì 4 khúc này giá có 140.000, về cả nhà mình vô một chậu to đùng luôn nào. Số 14 nha, hoàng thảo vạch đỏ nha, xem lại cái mặt hoa hoàng thảo vạch đỏ nha, đẹp mê ly luôn. Về cái dòng hoa lan thì em thấy cái dòng này hoa đẹp cực kỳ nha, hoa cực kỳ là to luôn nha, hoa to lắm. Đó, rồi qua số 15 thì 160.000, em đã bao ship rồi, view một khúc này. Thân to mập rồi, rất là nhiều thân luôn đó nha, thân rất to mập luôn đó nha. Đặc biệt dòng này á, cả nhà mình lưu ý giúp em là dòng này á, khi mà một cái thân già như thế này nó ra hoa năm nay rồi, thì sang năm nó vẫn tiếp tục cho hoa nha cả nhà nha. Nhà mình lưu ý giúp em đừng như thấy những cái thân già đừng cắt bỏ. Thứ nhất là để lên nuôi mầm tơ này. Thứ hai là để sang năm tiếp tục chơi hoa. Và đặc biệt cái dòng này á, thường thường một năm cho hoa hai mùa cả nhà. Đó. Thường thường là tháng 5 tháng 6 cũng âm lịch mình á, hoặc là tháng 10 tháng 11. Đó là những cái mùa đó, mùa hoa của nó, tại em bán cái dòng này em biết thường thường em bán nó cho hoa một năm hai mùa nha cả nhà nha. Đó, một năm hai lần. Hình số 15 giá 160.000 bao ship. Hình số 16 thì cũng là hoàng thảo vạch đỏ luôn. 170.000 em bao ship luôn, có một khúc này. À, khúc này quá đẹp luôn cả nhà, à, cực kỳ là nhiều thân, khúc to đẹp như thế này. À, giờ cả nhà mình có thể có cái móc treo đây, treo lên. À, khúc này giá 170.000, bao ship luôn, hình số 16, một khúc to đùng luôn. À, khúc rất là nhiều thân luôn, thân to mập, 170.000 cho hình số 16. 17 thì giá 140.000 này, em bao ship luôn, có một khúc thôi nha. À, khúc này cũng khá là nhiều thân luôn nha. Đó, còn có những thân này thân cho chuẩn bị cho ho hết cả nha. Đó, và hiện tại chúng đang chuẩn bị sắp vào mùa ho của vạch đỏ cả nha. Đó, em thấy đang sưng sưng rồi sao đây cả nhà, họ đang lú sưng sưng rồi này, chuẩn bị bắt đầu bước vào mùa ho rồi cả nhà. Đó, nên cả nhà mình sưu tầm về chuẩn bị được nắm ho luôn nha. Hình 17 giá 140 bao ship, 18 thì 200 bao ship này, có một khúc gỗ to đùng cả nha. Đó, các khúc gỗ to đùng một khúc này. Đó, để như thế này quá đẹp luôn đó nha, khu dùng khúc to như thế này, xề to là như thế này. Đó, rất là to luôn, khúc này giá 200 này. Khúc này rất là to luôn. Đó, những cái thân này về cả nhà yên tâm chuẩn bị
đường ngắm ho nha, bảo đảm cho cả nhà mình những cái thân này về chuẩn bị đường ngắm ho này, đây này, thân tơ này, đó, đây này, những cái thân hoa như thế này rồi, anh em mình tâm về tới mùa hoa nó tiếp tục những cái mắt nào chịu ho sẽ cho họ tiếp, đảm bảo cho cả nhà mình như là như vậy luôn nha cả nhà nha. Rồi 18 giá 230, 19 thì em lên sơn thi tiên, hồng nâu hồng đen nha cả nhà nha. Hàng này hàng nằm tắt tại vườn ra nên đã có mặt kho hết rồi, nên cả nhà mình yên tâm em bảo hành trúng cây. Đó, nên cả nhà mình yên tâm. 130.000 cho hình số 19 này, có một thằng này với hai thằng nhỏ dưới. Và hiện tại đang lúa mầm cả nhà. Đó, chỉ có 130.000 thôi, về cả nhà mình lấy giống nha. Sưu tầm cái dòng sơn thi tiên đột biến nha, hồng nâu đen, nâu đỏ. 20 là giá 200 này. Đó, về này hai thân cả nha, hai thân đẹp luôn. Đó, hiện tại đang lên mầm gốc này. Đang lên cái mầm gốc. Uống nào này cả nhà này. Đó. 200 hình 20. 21 cũng 200 luôn, hình bao ship hình này thì cũng có hai thân lá nữa cả nhà. Còn thân này nữa, mình tính như hai thân thôi, tính 200 thôi. Cũng đang lúa mầm gốc này. Tím liệm này. Đó, 200. Bao ship hình số 21. Rồi qua 22 là em lên cái Vanda này cả nhà. Dòng Vanda này. Đó, em nói trước cái Vanda này cây nó to lắm cả nhà, nó to lắm, nó điều hàng rừng á, vận chuyển về lá nó không được đẹp cả nhà, nó dập lắm. Đó, nhưng mà bán cho cả nhà mình sưu tầm được cái giống nha. Cái giống Vanda này, và đây là cái mặt hoa của cái dòng Vanda này cả nhà. Hoa to và đẹp cực kỳ cả nhà. Vanda rồi là em được biết thì nó là thuộc dòng tricolor cả nhà. Đó, dòng Vanda. Hoa nó to đẹp lắm cả nhà. To đẹp cực kỳ. Đó, đây là dòng Vanda này nha cả nhà, dòng lá to, cây to cả nhà, có thể nhìn vô cái hình ảnh cái lá này. Lá rất là to luôn. Đó, cây cũng rất là to luôn nha cả nhà nha. Đó, dòng Vanda. Đó, đây là cũng thuộc chi Vanda cả nhà. Nó cây to lắm. To này, nhà mình coi đường to và nó trước cái dòng này thì cây lá này nó được đẹp rồi nha, chứ là ở rừng nó nắng á, nó bị nám nha, chứ giờ cả nhà mình lấy cái giống lên cho mà hàng cây này to lắm. 120.000 cái này bao ship này, hình số 22 này, Vanda tricolor này. Đó này cả nhà, nó to đẹp cực kỳ. Đó cả nhà mình coi cái ngầm hoa này, cái ngầm hoa nó, cái cuốn hoa nó to như ngón tay út luôn cả nhà, như ngón tay út của em luôn, mà cái hoa vươn lên chỉ thiên rất là dài như thế này. Đó, không phải là ngô đồng nha cả nhà. Ngô đồng thì cái hoa nó nằm trong thân luôn đó nha, nó không được cái con hoa dài to như thế này đâu. Đây là cây Vanda nha, cây này giá 130.000 bao ship, một cái to như thế này, nặng cực kỳ luôn. Đó, lá nó dày to. Rồi, nói trước là lá nó không đẹp nha cả nhà nha, dòng này thì giờ cả nhà mình lấy giống trồng thôi, chứ còn em nói nước cây lá nó không được đẹp đâu. Lá nó không được đẹp đâu, nó vàng lá này, nó dập lá này. Anh làm nói trước cây này to nặng cực kỳ luôn, 130.000 bao ship, hình số 23. 24 thì 180.000 này, bao ship con cây to này. À, cây rất là to như thế này. À, thì lá này em nói trước lá thì nó dày, nó to lắm, tiếng giờ này gãy này, cái ngọn hoa gì rồi nó mới nở nữa cả nhà. Ngọn hoa to kinh khủng luôn. Nó gãy á. Đó, cây như thế này. Đó, lá nó bị gãy như thế này. 180.000 cây này, cây này dài 60 phân. Bỏ cực kỳ nặng cực kỳ. Đó, Vanda tricolor. Rồi 180.000 bao ship, hình số 24. 25 là bên kiều tím miền Trung. Để giá 130.000 nè. Em bao ship rồi cả nhà, có bao giờ kiều tím miền Trung. Thân mập thân nâu rất đẹp luôn, khoảng 130.000 thôi. Thân cực kỳ to, to hơn ngón tay cái luôn. Một về thân nâu, thân mập cực kỳ đẹp như thế này. Đó, 130.000 về này, bao ship hình số 25. 26 giá 180.000. Em cũng đã bao ship luôn, cũng như 2 giờ kiều tím. Hai về đẹp luôn cả nhà. Hai về thân thẳng đẹp, chiều cao tầm cỡ 35 phân đổ lại, 30 phân. Đó, toàn bộ hàng thân lá xanh tươi mướn mướn như thế này. Và đây thêm một về này, đang có cái nụ này. Đó. Em nói trước nha, dòng kiều tím miền Trung thì cả nhà phân biệt là lá dày. Đó, thân thì thân nó như thế này, thân tròn. Đó, thân xanh xanh như thế này, hoặc có thể thân tím nha cả nhà nha. Và đặc biệt phân biệt kiều tím là lá nó cực kỳ là dày luôn nha. Đó, có nhiều của chú anh chị mình hỏi sao kiều tím mà hoa nụ nó trắng nó xanh như thế này. Cái này thì khi mà nó còn vỏ bọc bên ngoài cả nhà, khi nó ra thì cái nụ nó hơi hồng hồng rồi cả nhà, chứ không có tím đậm như là những kiều tím ở vùng miền ngoài Bắc các cả nhà. Kiều tím Bắc đâu, kiều tím Bắc thì giá trị nó rất là cao. Đây em bán là kiều tím miền Trung. Đó, nên ra nhiều lúc thì cái hoa nó cũng không có tím đâu, thậm chí hoa nó chỉ cuốn nó tím thôi, còn cái hoa nó màu trắng trắng hồng hồng cả nhà, chứ không có tuyệt tím đâu nha, em nói trước. Đó, nhiều con chú anh chị có duyên thì gặp cái cây kiều nó có sổ cũng được màu tím đó cả nhà, màu tím đẹp đó. Đó, còn đây hàng rừng về cả nhà mình sổ thôi, mà thường thì cái hoa nó không được tím, nó hoa nó màu hồng hồng phớt phớt cả nhà. Đó, hai dê này giá 190.000 này, 180.000 này, em đã bao ship rồi này. Hai dê đẹp quá nha, hai dê này dùng chậu rất là gọn đẹp luôn. Đó, đẹp cực kỳ, 180.000 bao ship,
27 giá 140.000 này. Bao ship công về đây, giờ này quá đẹp luôn. Lá mít ốc này. Đó, lá này. 140.000 về này, bao ship luôn nha. Hình 67 về này rất là đẹp luôn. Rất gọn luôn. 28 này đi là quê tháng 8 nha cả nhà nha, quê trắng tháng 8, dòng quê Lan Hương. Đó, hoa thơm cực kỳ. Đó, và đặc biệt thì dòng này thì nở vào tháng 8. Dòng này cực kỳ dễ hoa, cả nhà mình thuần ở ba miền Bắc Trung Nam, một miền vùng nào cũng vậy, miền nào cũng vậy, rất là dễ hoa luôn cả nhà, nên cả nhà yên tâm. Những cái lan khác thì đôi khi lại khó hoa, nhưng nhiều dòng quế thì tới mùa nó sẽ ra cho hoa cho cả nhà mình được cắm hoa. Hình số 8 nó giá 130.000 bao ship cho một cái đống quế này. Nói chung được đẹp, cây thì nhỏ nhỏ cả nhà mà bán nguyên đống này, giờ cả nhà mình thao vào bếp khoảng 130.000 ba cây này. Đó, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 12 cây quế tháng 8 nguyên đống này. Nói chung về cả nhà mình tập, ai cô chú anh chị nào tập tiếp thì luôn mua cái đống này về tiếp, rất là lợi luôn. Quế Lan Hương 130.000 bao ship, phần 18 29 giá 170.000 này. Em cũng đã bao ship rồi, có hai cây quế tháng 8 nữa nha. Hai cây này quế đẹp đó, bạn lá to lá mỡ. À, thì nói chung là có một số lá nó bị lỗi thì em bán cái giá rẻ nọ, riêng cây này nếu không lỗi thì tầm cả 200.000 của nha, tại dòng này bán lá to lắm đó nha, bán lá to lắm mỡ này. Đó, một cây này nhìn rất là đẹp luôn. Đó, một cây thêm đây một cây nữa này, con dòng bán lá to cả nha. À, hai cây này giá 170.000 bao ship nha. Hình 29 này, 30 thì giá 140.000, em cũng đã bao ship có ba cây cả nha. Đó, ba cây. Đó, lá cũng khá to cả nha. Một cây này, hai cây này và ba cây này. Đó, ba cây thế này cả nhà mình vô chậu được rồi. 140.000 bao ship nha. Quế trắng tháng 8, quế Lan Hương 31 giá có 140.000 luôn, em cũng đã bao ship rồi, cũng ba cây cả nha. Đó, những cây quế này bạn lá dày to nha cả nhà, hai cây này. Đó, hai cây quế tháng 8, đây cây nữa là ba cây, ba cây quế tháng 8 này giá 140.000 thôi, em đã bao ship rồi. Hình số 31, 32 giá 200 bao ship này cả nhà, có một dề ba ngọn xếp đẹp cả nha. Đó, một dề ba ngọn xếp đẹp. Ừ, cực kỳ đẹp luôn, ba ngọn rất là đều luôn, như một dề đó này. Đó, ba ngọn như thế này giá 200 nên bao ship nha, như một dề. 32, 33 thì giá 190.000, em cũng đã bao ship rồi, có hai cây cả nha, một cây này. Đó, một cây to như thế này. Đó, đây một cây này. Nói chung là thường quế ở vùng miền đấy này là quế vùng Thanh Hóa nha cả nhà nha. Anh em đi rừng thì bóc về em nhập về hàng sĩ về em bán lại thôi. Đó, cây nữa thế này, nhìn cái chất lá của quế vùng Thanh Hóa, lá nó rất là to cả nhà, lá to và lá bóng đẹp lắm. Rồi, hình số 33 giá 190.000 bao ship. Rồi, hôm nay em đã được bao nhiêu hình đó đó, các nhà em sẽ tâm được hình nào alo cho em nha. Số điện thoại có để trên tiêu đề cả nhà. Em cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip. Em chào tất cả mọi người nha.